trách được ai chứ? Trách Hoàng Gia Gia mê mẩn ả Hải Lan Châu, hay là trách phụ hoàng con mê mẩn ả Đổng Nhạc Phi? Lúc đó hai cha con của họ đang tuổi còn rất trẻ thì đã về Tây Thiên, để lại một nước Đại Thanh đang lâm nguy cho hai bà cháu, một già một trẻ thơ.